không chỉ vượt qua khiếm khuyết của bản thân, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hội viên phụ nữ khuyết tật còn là tấm gương sáng trong phong trào bảo vệ môi trường khi tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại cộng đồng. Trong nhiều năm qua, nhóm phụ nữ khuyết tật tại Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Hòa nhập Cộng đồng đã thực hiện dự án tái chế sản phẩm thủ công từ vải thừa, vải vụn bỏ đi, vừa mang lại hiệu quả thiết thực kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống quanh ta. Từ khẩu trang tới ví cầm tay, túi sách, túi đựng laptop, dây buộc tóc, kẹp tóc đều là những sản phẩm thủ công được các chị em phụ nữ khuyết tật làm ra từ vải thừa bỏ đi. Tham gia dự án từ năm 2019, chị Đặng Thị Mỹ Trinh là thành viên phụ trách công việc phân loại, cắt vải và bán hàng tại các phiên chợ. Dù có vóc người nhỏ bé hơn so với người bình thường vì ảnh hưởng bởi chất độc da cam, song chị Trinh vẫn cố gắng làm việc để tự chăm sóc bản thân và san sẻ kinh tế với gia đình. Với chị, công việc hiện tại không chỉ là phương tiện để mưu sinh mà còn là mái nhà thứ hai kết nối chị với nhiều chị em cùng cảnh ngộ. Cái môi trường mà xanh sạch nó thì nó rất là có tốt cho cái sức khỏe đời sống của tất cả mọi người. Cho nên mình cũng cảm thấy vui vì mình góp được một phần nhỏ từ công việc của mình, vừa tạo được công ăn việc làm mà vừa được bảo vệ môi trường. Sau 2 năm gia nhập dự án thì cuộc sống mình có thay đổi, tức là sức khỏe mình nó ổn định hơn, tại vì công việc nó cũng không có quá lắm. Thu nhập thì cũng ổn định để mình trang trải cuộc sống. Hiện nhóm thực hiện may sản phẩm từ nguồn vải thừa, thu gom tại các cơ sở may, nhà hàng, khách sạn, tận dụng lưới cũ để làm dụng cụ rửa chén bát trong nhà bếp, lau chùi vệ sinh. Ngoài một số đơn vị phối hợp đặt may, nhóm cũng linh hoạt liên kết với các tổ chức môi trường để đưa sản phẩm đến bán tại các chương trình, phiên chợ cộng đồng. Phần các chị em phụ nữ khuyết tật thì có rất là nhiều người ta giỏi về cái việc may vá. Và họ chính là những cái người mà may các cái sản phẩm từ vải. Thành ra là nếu mà nhận thức của các chị em thợ may là người khuyết tật mà được nâng lên về cái việc làm sao để giảm thiểu rác thải thì mình nghĩ là nó sẽ giải quyết được vấn đề gốc rễ là rác thải đầu nguồn, rác thải ngay tại nguồn được xử lý tối đa nhất có thể được. Thành công lớn nhất của trung tâm đến hiện tại có lẽ là ở niềm hạnh phúc của mỗi thành viên. Niềm hạnh phúc đó được thể hiện ngay ở nụ cười trên môi của các cô, các chị khi đến làm việc. Ngoài ra, niềm hạnh phúc còn đến từ sự quan tâm, ủng hộ của mọi người, giúp các chị có nhiều đơn đặt hàng hơn, được mời tham gia các sự kiện để trưng bày, giới thiệu và chia sẻ, giúp các cô, các chị tự tin hòa nhập cộng đồng.